Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được đồng hành với tất cả quý vị và các bạn trong một video tiếp theo. Hiện tại thì mình đang có mặt ở trên đường Võ Thị Sáu, là đường Hiền Vương năm xưa. Bây giờ là 15 giờ. Thời tiết tại Sài Gòn trong những ngày gần đây có những cơn mưa rải rác, cơn mưa rào do ảnh hưởng của các cơn bão vừa xảy ra cách đây hơn một tuần. Và hiện nay thì chúng ta thấy ở phía trước màn hình, dòng người đang hối hả tất bật với những công việc riêng của mỗi người. Sài Gòn là trung tâm kinh tế của cả nước, trung tâm kinh tế trọng điểm của khu vực miền Nam. Và trên con đường Hiền Vương năm xưa, đường Võ Thị Sáu ngày nay, hình ảnh này cũng gợi nhớ đến cho một số quý vị và các bạn đã từng sinh sống và làm việc ở tại Sài Gòn cách đây hơn 30 năm trước. Có nhiều cô chú đang sinh sống ở bên nước ngoài cũng muốn nhìn ngắm lại một số tuyến đường Sài Gòn. Vì thế trong ngày hôm nay, Tường Vũ Channel xin kính mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cập nhật nhanh một số tình hình khu vực ở tại Sài Gòn để cho thấy Sài Gòn ngày hôm nay thay đổi như thế nào. Và để mở đầu video trong buổi chiều ngày hôm nay, Tường Vũ Channel xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn luôn luôn hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống của chúng ta. Thất nghiệp, mất việc làm, đóng cửa, trả mặt bằng, cho thuê mặt bằng và hàng loạt các cái vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế suy thoái hiện nay là dấu hiệu của việc mà chúng ta sẽ sắp đối mặt tiếp theo từ nay cho đến cuối năm 2023, kính thưa quý vị. Thất nghiệp tràn lan, cho nên người dân Sài Gòn, người lao động nghèo ở tại Sài Gòn phải tìm cách, phải tìm một con đường để quay trở về quê hương. Phải nói tỷ lệ mất việc làm từ quý 1, quý 2 và chúng ta đang bước vào quý 3 năm 2023 cũng đang làm chao đao, cũng gây lên rất nhiều khó khăn cho nhiều người lao động ở tại Sài Gòn hiện nay. Và chính vì vậy cho nên cũng có rất nhiều người mất việc làm đang bắt đầu thu dọn hành lý để trở về quê hương, làm sao chúng ta giảm bớt cái chi phí lao động ngày nay. Tỷ lệ thất nghiệp càng cao khiến cho cuộc sống của người nghèo, người mất việc làm phải điêu đứng, khó khăn chao đảo, từ đó cũng có thể sinh ra nhiều cái tệ nạn xã hội kèm theo, kính thưa quý vị. Phải nói theo như khảo sát của một số đơn vị thì ở các công nhân, ở các khu chế xuất, chẳng hạn như ở Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương thì cứ phỏng vấn khoảng 1.000 công nhân thì họ cũng có một cái tỷ lệ đi về quê rất là cao, chiếm rất cao luôn quý vị. Chắc chắn thì một con số thống kê cho thấy rằng khoảng hơn 44% người lao động ở tại Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương đang có cái hướng để đi về quê. Và lý do lớn nhất của người lao động nghèo nhập cư hiện nay đó là trở về quê. Họ sẽ có cuộc sống gần gia đình hơn khi mà thu nhập ở tại Sài Gòn không đủ sống với tình hình kinh tế khó khăn, bấp bênh và không ổn định hiện nay, kính thưa quý vị. Phải nói trong cái nhóm lao động hiện nay thì chúng ta thấy có cái độ tuổi trên 40 tuổi thì họ sẽ có ý định đi về quê nhiều hơn là những bạn trẻ. Hiện tại thì mình đang có mặt trên con đường Nguyễn Thông, quận 3, Sài Gòn, kính thưa quý vị. Phải nói một lý do khác đó là cơ hội làm việc ở quê hiện nay cũng đã tốt hơn nhiều so với ở Sài Gòn rồi. Sài Gòn hiện nay thì cái việc mà chúng ta tìm một công việc ổn định để mà có đủ cái nguồn thu nhập trang trải cuộc sống, vừa tiền thuê nhà, vừa tiền điện, tiền nước, tiền học cho con cái, tiền ăn uống mỗi ngày rất là tốn kém quý vị. Phía bên tay phải màn hình của chúng ta có một căn biệt thự phải nói cực kỳ giàu. Sài Gòn thì người giàu thì giàu kinh khủng luôn quý vị, nhưng mà người nghèo thì phải nói cuộc sống rất là bấp bênh. Ngày nay họ phải đi làm tất cả các ngành nghề, đủ ngành nghề luôn, đi bán vé số, đi lộn ve chai, đi bán những cái gánh hàng rong ở ngoài phố để tìm một cái công việc phải nói rất là khó khăn. Cho nên ngày nay thì xu hướng lao động nghèo, lao động mất việc làm họ đi về quê
rất là đông luôn. Có một số bạn trẻ thì họ vẫn muốn tiếp tục ở lại Sài Gòn, tìm kiếm một cơ hội nào đó để trải qua cái thời gian khó khăn như hiện nay. Còn đa số những anh chị lớn tuổi dạng trung niên thì họ lại muốn đi về quê, họ muốn làm những công việc nhẹ nhàng, làm nông cũng được vậy, nhưng mà họ có cái cuộc sống nó thanh bình hơn, họ đỡ phải suy nghĩ, họ đỡ phải lo lắng để mà tìm kiếm lương bổng, tìm kiếm cái công việc để mà trang trải cuộc sống hàng ngày rất là cao ở tại Sài Gòn. Chi phí Sài Gòn hiện nay rất cao quý vị. Một tháng chúng ta phải trả tiền nhà rẻ cũng phải từ 2 triệu cho đến 3 triệu đồng tiền thuê nhà nè. Tiền điện, tiền nước, tiền net, tiền học hành con cái, tiền ăn, tiền uống, đủ loại tiền. Cho nên một tháng mà một người lao động ở tầm trung 8 triệu đồng một tháng thì vỏn vẹn ăn xài tiết kiệm luôn thì mới đủ. Và hai người trong một gia đình, cả vợ lẫn chồng cùng làm việc thì lương một tháng tầm khoảng 15 triệu đến 16 triệu một tháng là giỏi lắm rồi. Trong khi đó chi phí họ phải trang trải hàng ngày rất là nhiều luôn. Và như vậy có thể nói là một cái con số báo động hiện nay. Có thể nói là cái thị trường lao động ở tại Sài Gòn hiện nay là một cú sốc làm cho tỷ lệ thất nghiệp càng cao. Chúng ta thấy những công ty lớn đều đóng cửa hàng loạt luôn. Điển hình chẳng hạn như công ty giày Bosen Việt Nam thì anh chị cũng biết rồi nè, rồi công ty Grab Việt Nam cũng biết rồi, rồi các thương hiệu lớn như Batson cũng có chịu không nổi đóng cửa. Trong khi đó hàng loạt những cái cửa hàng kinh doanh nhỏ và vừa cũng chịu không nổi bởi vì kinh doanh ế ẩm quá. Nhiều công ty thiếu đơn đặt hàng, không có đơn hàng, bắt buộc phải thu hẹp cái phạm vi sản xuất, từ đó nhân viên mất việc làm. Đó, cho nên cô chú anh chị và các bạn thấy là phải nói Sài Gòn đang đứng trước một cái cơn bão kinh khủng về thất nghiệp. Nhiều siêu thị lớn cũng phải đóng cửa, nhiều trung tâm thương mại cũng phải đóng cửa và nhiều chi nhánh của ngân hàng cũng phải trả lại mặt bằng quý vị. Thu hẹp cái phạm vi sản xuất, thu hẹp cái phạm vi kinh doanh do tình hình kinh tế đang có chiều hướng chưa có khôi phục được, chưa có dấu hiệu phục hồi trong năm nay. Cho nên có rất nhiều bạn trẻ cũng đang tìm một cái con đường để đi về quê. Đó là thực trạng tình hình kinh tế Sài Gòn hiện nay, kính thưa quý vị. Chúng ta vẫn đang có mặt ở trên quận 3 Sài Gòn. Chúng ta chỉ còn khoảng 2 quý nữa của năm 2023 mà thôi, thì chưa biết là cái thị trường lao động ở tại Việt Nam sẽ như thế nào. Nhưng mà theo dự đoán thì thị trường lao động tại Việt Nam vẫn chưa thể nào hết khó khăn được cô chú anh chị và các bạn. Trong thời gian tới thì dự báo tình hình sản xuất nè, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn. Thì trước màn hình của chúng ta lại có một căn nhà rất là to, 3 căn liền kề luôn quý vị, thấy không? 3 căn liền kề. Chúng ta đang có mặt ở trên con đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 Sài Gòn. Kinh tế quá khó khăn, cho thuê nguyên căn nhà luôn quý vị, cho thuê chính chủ luôn. Phải nói là khắp tất cả các nẻo đường ở tại Sài Gòn hiện nay, chúng ta đi trên tất cả mọi con đường ít nhất cũng phải có 1, 2, đến 3, 4 căn, đến 10 căn phải đóng cửa cho thuê nhà, đóng cửa cho thuê mặt bằng. Và trong khi đó thì nhiều mặt bằng người ta dán khoảng gần một năm trời, từ cuối năm 2022 mà cho đến nay là đã tháng 7 năm 2023 rồi. Như vậy gần một năm mà vẫn không thể nào tìm được khách hàng để mà đến thuê những căn nhà này quý vị. Điều đó chúng ta có thể thấy rằng cái việc mà kinh doanh nó khó khăn như thế nào. Với những mặt bằng, với những căn nhà lớn như thế này để mà tìm một khách hàng vào thuê trong thời điểm hiện nay cực kỳ khó luôn. Bởi vì giá cho thuê là nhiều chủ nhà ta không giảm giá luôn.
Hôm trước Tường Vũ Channel đã có liên hệ trực tiếp với những cái số điện thoại của môi giới, và cũng có những số điện thoại trực tiếp của chủ nhà luôn. Người ta cũng chỉ là giảm giá cà phê 5-7 triệu cho vui thôi. Nhưng mà cái điều khó khăn là bắt buộc phải ký hợp đồng 3 năm. Cái điều khó khăn hiện nay đối với người đi thuê mặt bằng, thuê nhà thì phải trả trước 3 tháng, rồi phải đặt cọc, rồi phải ký hợp đồng 3 năm. Thì bên tay phải màn hình của chúng ta lại có một chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn. Cũng phải trả mặt bằng, trả nguyên tòa nhà. Nhiều ngân hàng thương mại Sài Gòn hiện nay họ cũng phải liên tiếp đóng những cái phòng giao dịch lại. Vài tháng trở lại đây thì nhiều ngân hàng cũng đã tạm dừng hoạt động nhiều điểm giao dịch luôn quý vị. Rất là nhiều luôn. SCB dừng hoạt động rất là nhiều chi nhánh ở tại Sài Gòn. Những cái phòng giao dịch thì họ cũng đóng cửa rất nhiều. Phòng giao dịch An Đông Plaza, rồi phòng giao dịch ở bên chỗ đường An Dương Vương, phường 9 quận 5, rồi bên chi nhánh của một số trong phòng giao dịch khác như quận 1 Trần Quang Khải, rồi Nguyễn Đình Chiểu nữa vậy. Cũng phải đóng cửa bớt thôi. Điều đó cho thấy là năm nay kinh tế phải nói là suy thoái khủng khiếp luôn. Phải nói là khủng khiếp, chưa bao giờ thấy nền kinh tế suy thoái khủng khiếp như hiện nay. Ngày xưa các phòng giao dịch của ngân hàng là phải nói rất đông khách luôn quý vị. Và bây giờ thì họ cũng phải đành chấm dứt hợp đồng thuê nhà để trả lại mặt bằng rất nhiều. Đây là những hình ảnh được Tường Vũ ghi hình trực tiếp buổi chiều ngày 27 tháng 7 năm 2023, kính thưa quý vị. Thời tiết thì buổi sáng mưa, buổi trưa nắng, buổi chiều cũng có thể mưa, và có thể mưa bất cứ lúc nào luôn. Đó là chúng ta chưa kể đến hiện nay tỷ lệ thất nghiệp cao, nhiều bạn trẻ phải ra chạy ráp rất nhiều luôn. Ngày hôm nay mình cũng đã đặt một chiếc ráp bay của một bạn trẻ đến từ tỉnh Vĩnh Long, cũng chia sẻ rằng là em đang là sinh viên năm thứ tư rồi, em phải làm thêm chạy ráp, mà hiện nay thì các bạn chạy ráp rất nhiều cho nên một ngày cũng rất khó kiếm được hành khách. Tất cả những người thất nghiệp hiện nay họ ra, họ có chiếc xe máy hai bánh, họ đăng ký ráp họ chạy thôi. Mỗi ngày kiếm được bao nhiêu thì kiếm, đủ trang trải cuộc sống hàng ngày. Chứ kể là lượng giáo viên hiện nay bỏ nghề cũng rất nhiều nha cô chú anh chị và các bạn. Rất nhiều giáo viên hiện nay cũng đã có xu hướng là rời khỏi ngành. Thậm chí có những giáo viên là đã là viên chức của nhà nước luôn, chứ không phải là giáo viên hợp đồng theo năm ở một số trường. Giáo viên hợp đồng thì họ bỏ việc thì đó là điều bình thường, nhưng mà giáo viên nằm trong biên chế của nhà nước, nằm trong cái gọi là giáo viên viên chức, thậm chí là những viên chức quản lý trong ngành giáo dục cũng chấp nhận từ bỏ một công việc gọi là ổn định và mơ ước của nhiều bạn trẻ hiện nay tốt nghiệp ngành sư phạm ra trường. Họ cũng muốn sang bên nước ngoài luôn, mong có một cái cơ hội đổi đời. Giáo viên giỏi mà cũng bỏ ngành nghề để đi xuất khẩu lao động luôn cô chú anh chị và các bạn. Điều đó là có chứ không phải là không có nha cô chú anh chị và các bạn. Giáo viên giỏi dạy nhiều năm, hơn chục năm, mà cũng phải từ bỏ công việc ổn định để mà xuất khẩu lao động sang nước ngoài, mong có một cuộc sống thay đổi tốt hơn. Có nhiều như hôm trước anh chị cũng biết một cái vụ việc giáo viên ở ngoài Hà Tĩnh đó, cũng phải xin phép nghỉ đi chữa bệnh rồi sau đó trốn sang bên Hàn Quốc luôn quý vị, để tìm một công việc khác. Xin phép nghỉ việc đi khám bệnh rồi sau đó trốn qua Hàn Quốc luôn. Cho nên hiện nay thì phải nói chưa hiểu là cái áp lực về công việc nó quá nặng nề, cho nên bắt buộc nhiều người phải thay đổi cái ngành nghề mà mình đang theo học và thay đổi ngành nghề mình đang làm quý vị. Như vậy có thể thấy rằng là cái việc kinh tế suy thoái khủng khiếp từ đầu năm cho đến nay đã dẫn đến nhiều cái hệ lụy, nhiều cái sự khó khăn kéo theo. Bằng chứng là chúng ta đi khắp các quận huyện ở tại Sài Gòn hiện nay, hầu như trên con đường nào cũng có nhà cho thuê, mặt bằng cho thuê hết.
trước khi dịch bệnh Covid-19 chưa có thì phải nói mặt bằng rất là khan hiếm luôn. Người ta đã săn lùng mặt bằng để thuê không có luôn. Mà ngày nay mời đến thuê cũng không ai dám thuê luôn, cô chú anh chị và các bạn. Ngày nay thì sinh viên người ta đi học, người ta cũng thấy nó hơi bấp bênh quá. Người ta đặt câu hỏi là bỏ 4 năm học đại học ra lấy cái bằng cử nhân, nhưng mà sau khi ra trường thì cũng chưa biết là có việc làm hay không. Đó là một cái nghịch cảnh hiện nay luôn của chú anh chị và các bạn. Phải nói là tình hình kinh tế đã làm cho việc thay đổi cuộc sống hiện nay rất nặng nề, đặc biệt là những người nghèo, những người lao động nghèo. Họ mất việc làm, họ buộc phải tính đến con đường trở về quê. Hiện tại thì mình đang có mặt trên con đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, Sài Gòn, cô chú anh chị và các bạn. Ngày nay chúng ta đi ra đường thấy dịch vụ chạy Grab, Buy, rồi GoCheck, rồi shipper giao hàng rất là nhiều, chủ yếu là những bạn trẻ sinh viên thôi. Như vậy thì liệu rằng làn sóng thất nghiệp, làn sóng rao bán đóng cửa cho thuê mặt bằng cũng như là đóng cửa khách sạn sẽ đến khi nào mới dừng lại đây quý vị? Thị trường bất động sản ngày nay cũng đang điêu đứng, và trong tháng 5, tháng 6 vừa rồi có hàng loạt khách sạn ở tại Sài Gòn cũng rao bán, sang nhượng, chuyển đổi công năng làm việc. Đó, nhiều bạn trẻ phải chở những cái xe này nè các bạn, đi bán rong ở ngoài đường vậy đó. Phải nói cuộc sống nó rất là khó khăn hiện nay. Có rất nhiều khách sạn mà ngân hàng cầm cố bây giờ cũng phải rao bán, khoảng hơn 300 khách sạn luôn cô chú anh chị và các bạn. Chợ Bàn Cờ, quận 3 của chú anh chị và các bạn. Mới đây nhất thì Vietinbank cũng đã rao bán hơn 350 khách sạn bất động sản để thu nợ quý vị. Trong cái danh sách mà Vietinbank thông báo gần 400 tài sản bảo đảm cần xử lý, trong đó có nhiều khách sạn 4 sao, 5 sao, tòa nhà văn phòng quy mô hàng trăm tỷ luôn. Và như vậy thì danh sách tài sản cần xử lý của Ngân hàng Công Thương Việt Nam Vietinbank thì gồm có 358 bất động sản và 38 phương tiện vận tải máy móc thiết bị khác. Các tài sản đảm bảo bán đấu giá cũng như là đủ tất cả các cái loại dịch vụ luôn quý vị. Phải nói tổng giá trị tài sản đợt này của Vietinbank lên đến hơn 8.000 tỷ đồng. Nó chưa bao giờ mà kinh tế nó lại suy thoái khó khăn một cách khủng khiếp đến như vậy. Và có lẽ những hình ảnh này cũng tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.